Rồi, xong rồi cái chú Neo vàng nàng, chú Neo bức xúc lắm, mai mốt rồi, rồi con cô có ý kiến và là góp ý của con. Ví dụ như hả, chú đó chú làm biếng, chú không có phụ thay gì thấy chú Neo thay tay sách tay ôm, tay mấy bình bông mà cầm cái điện thoại nữa mà không có ấy, mà chú hả không phụ để cho đi bốn ba bốn lần với chú bà với chú Neo hai người thấy tội nghiệp chú như hai người hả bưng đi thương tới bưng lui mà hả chú đó chú không phụ anh em là chú Huy Minh rồi với hả 15 hết là hả nói được. Tiếng là không cho ông đó sao ông đó làm biếng quá cô nhìn buổi sáng là cô mở ra cô coi là cô nhìn thấy là cô bức xúc rồi thay vì thấy chú Nèo với chú Mập mà ví dụ như mình làm như vậy thì mình nhau cho cụ lao mộ là chú Mập là mặt trên nhà chờ hết vâng, kính thưa cô chú anh chị và các bạn đã trở lại kênh của Bùi Hải Vlog nha. Thì ông bà cô chú có xem kênh Bùi Hải nha. Con chúc cho ông bà cô chú năm cũ sang năm mới phát tài phát lộc, vạn sự như ý, tiền vô như nước, tiền ra như giọt cà phê nha cô chú anh chị. Thì bữa nay anh em sạn vô lau mộ cho cậu Năm nè cô chú anh chị ơi. Ở bông bỏ luôn hả? Bông bỏ luôn hả? Bây giờ nó cũng đủ. Rồi vô cái này đủ rồi. Thôi thì duyên mà tại vì nó nắng quá. Anh nói là bữa nay là định ngày mai còn bữa nữa mà này nó kẹt luôn á. Ủa mà sao bên đó? À, cô chú chị. Cái này làm gì đó nè, nó rủ luôn. Nắng quá. Ê, nó vậy như bó bên này còn được, nó vậy. Ờ, cái bó đó được, mình chuyển bông lại, bông khán giả được, có nhiều đâu. Không, tại cái này là nó héo rồi. Điều, cái này là đúng rồi, cái chọn ba cái bông héo bỏ bớt cô chú anh chị ơi. Bông bông tươi thì để lại chân ngày mai tiếp cho cậu. À, như cái này cũng héo quá rồi nè. À, như bên đây nè. Héo quá trời héo rồi nè, lũ hết rồi nè. Nè nè. Cái này héo luôn rồi ha. Lũ hết rồi nè, héo. Nhiệm vụ của anh áo vàng thì sẽ tỉ mấy bông héo ha, còn cái nào mà còn tươi để lại nha. Héo hết rồi bỏ bớt đi chứ để bàn thờ cậu nhìn không có đẹp. Ồ, nó có cái mùi gì dữ vậy? Mùi nồng luôn á. Mùi nước á, tại vì mình không có hai được. Mình có hai được. Héo. Đừng nói anh về anh làm một bồn nước hoa anh tắm nha. Một cành. Phái nữ mà còn của chú nữa hả? Bây giờ mình dọn dẹp đi. Thôi lau mộ cậu đi. Dạ, anh lau mộ trước nha. Ai thôi, lau mộ cậu thôi. Ai lau đèn rồi lau đi. Em lau mộ cậu. Hoa đẹp quá mà bây giờ hôm nay nắng quá là nắng quá nắng rồi. Nắng gắt thì tóc mồ hôi luôn. Ha. Cái này mà có đi cho đó, ủa nhọc cái tim đèn bữa hết rồi phải không? Lấy cho cái này, cái này nó còn có chút xíu nên nó tắt hoài sáng này em chỉnh cũng vậy đó. Buổi sáng và buổi chiều trước khi mình ra về cũng như thế vậy. Anh nào đến trước thì lao trước, đến sau thì lao sau. Sau khi mình vô. Anh nào không đến thì không có lao nhờ. Anh nào không đến thì cũng lao. Ông nào đến trước thì lao trước, ông nào đến sau thì lao sau, mà ông nào không có đến thì không được lao á. Còn anh nào lao nhiều quá thì đuổi anh ra về luôn. Lao nhiều quá thì khác vô lao. Lao hoài giờ lao hoài. Chạy có chừng nhã đi hỏi chú. Bê thảo. Thôi chơi nghe bà con. Em muốn lao sao lao. Không có quyền mà đổi người ta nha. Nó giỡn. Nhiều khi mình nói chơi mà nhiều khi cũng có khán giả vô tự nghĩ là thiệt đó nha. Khán giả vô nghĩ nó mày có quyền gì mày đuổi người ta được chết. Buổi chiều ông mộ rồi có khán giả tới.
như giờ này là trời mát á, khán giả người ta tới chưa, nắng quá chừng luôn à, khán giả người ta cứ nắng ít tới cho chú mát. Cái này mình lao ở đây á, ý mình nói chú mát là kiểu như là mát cái, nếu mà chú mà có thấy được á trong cái tâm linh thì mình không biết đi, mà cũng mát mà kiểu như mát lòng mát dạ ha. Này chào mấy cô nha, ăn chào mấy cô nha. À, chiều rồi lao mộ là có mấy cô tới. Rồi mình cho nó hai con ăn hương đi. Rồi con cái điện thoại của ai đã rồi. Đâu? Sao để sai chứ tôi để bên đây nè. Bắt sát con lao cái. Bất ngờ hiện tiên mẫu nặng. Bất ngờ khán giả đá điện thoại thì khán giả đá điện thoại. Nhưng mà vẫn còn quay. Còn quay làm sao? Thôi thôi để đây đi, lau một cậu tiếp. Giống như bữa cù bắp cũng ngã cái điện thoại anh đó mà cũng còn quay không sao. Lau con cháu đó rồi. Đúng. Anh nói người ta lau nhiều quá, đủ người ta bây giờ cái anh giấu ký rồi đó. Đâu anh đâu giấu. Giấu không giấu tiền giấu bạc chứ ai giấu giấy em. Tiền bạc có đâu giống. Mấy mấy cô với mấy em mình là từ đâu đến đây? Trắng mày hả? Anh, em thấy có cái bánh kìa. Mà cái bánh này lọc đó. Cái bánh đó là cái lọc chú á. Lấy cái này tôi ăn à. Lấy cái bánh này cũng như chú á. Tại vì mình khoái lắm. Tại đây chút xíu mình ăn sao. Tại đây để riêng nha, không ai đụng tới nha. Tí rồi đó. Cái bánh lọc của chú. Bánh sáng con đúng không? Không, bánh của khán giả nãy á. Ê, mình để nướng đi, có gì chịu ta lỡ mấy em tới này con này nó vô này em nướng nó là một bát một hết luôn á. Khi nào nó củi không? Không sao đâu, chứ không sao gì vậy. Không sao mà. Nước không sao, trợ hoa á. Trợ hoa là mới ớn. Đèn nhiêu đủ không? Đèn á. Thắp nhang cho cậu, hồi giờ cũng lau mậu rồi giờ. Thắp nhang cho cậu. Nhang mình còn nhiều không nọt rồi. Nhang kia kìa, nhang thắp hương nè. Đây đã mới đem lại mua hai bịch xuống. Nhang mới có năm đem lại nữa. Tại chừng nào hết đừng mình mua thêm. Chứ mình đợi chừng nào mà nó cạn kiệt luôn là mua nó không kịp. Con nhang ở đây giảm một chút. Con như đèn á. Đèn mới được 500 ngàn rồi mua đèn. Bây giờ cũng có xếp đi rồi mỗi lần mắt. Tại mình đợi phù hộ chưa có thời gian để mình đi kia đi á. Này cáo lỗi mấy anh lớn nha, cho em thắp nhang trước nha. Bất ngờ hai rồi. Nhớ là một cái 10 ngàn nghe. Thì ai phải thì bỏ tiền ra. Bỏ hả? Đông nhất á, điểm đông nhất là chủ nhật thì đông anh em. Còn những cái ngày ví dụ như đầu tuần thứ ba rồi đó. Những ngày đó thì ít. Chỉ có hai hai Bùi Hải hổm giờ là lịch sự không? Ta đốt xin đốt nhang trước ta phải cáo lỗi mấy anh em đàng hoàng xin đốt nhang trước. Thì sợ lịch sự ha. Ta không có dám tự quyền mà nhỏ mà dám thắp nhang trước. Bởi gì? Bởi đèn hay gì? Ông khói hả? Trường hợp ai làm bởi ông khói nó phạt 10 ngàn. Không phải, mình nói phạt thì không được, mình nó phải tự nguyện đi.
Ừ, nguyện đóng vô đi. Phạt 10.000 đi mua ống khói mới á. Không phải phạt mình nói tự nguyện đi cho nó lịch sự đi tới cái gì. Chiều là, lao ngộ quá. Ai làm bởi gì là tự nguyện đi mua nha. Cho cậu là, cô chú anh chị ơi. Tự nguyện đưa cho người khác mua. Mượn Ngọc mượn ai cũng được. Mượn ai cũng được. Thiếu quà cái. Đi qua cái cũng được. Chiều nay đi mua rồi. Lâu. Phải cái qua BB gì à? Qua BB này xài lâu quá ha. Qua này xài lâu luôn. Qua này không thấy không có thấm nước là xài lâu ha. Nè nha, có khán giả, có khán giả mà phản hồi ý kiến rồi đó. Cái vụ mà lao mộ nè. Sao phản hồi sao anh Minh? Sớm này nè, anh cho nghe nè. Lại đây là cái buổi sáng không biết sao thì anh không biết. Nhưng mà có buổi trưa có nghe anh yêu nói. Nhưng mà đến khi tí xíu trưa nữa thì có một khán giả gọi anh nè. Người ta nói đây nè, gọi tại vì cái máy anh á là nó gọi số thường là tự động nó sẽ ghi âm lại. Người ta phản hồi, người ta nói cái vụ mà đây nè. Nào. Cái vụ mà nào, anh đứng cho em nghe kỹ mấy coi. Mình lao đó rồi phải không? Từ từ mới được. Ủa vậy? Cái đi đâu chứ? Nè. Đó. Chú Niêu với anh Ngọc, chú Ngọc á, ông là dọn dẹp vệ sinh rồi cái đi trong xuôi cái đi qua bên nhà chị ấy gì đó là chờ ôm qua mong ôm cái mình mà mong về là để cho cậu thì có cái chú gì chú Đặng hả? Ta phản ánh đó. À anh để cho nghe cô nói coi. Chú Niêu mà bằng đàn quá trường. Hả? Đặng là thông, không có mốt là Đặng. Khúc này lấp dấp quá. Tên gì đó mà cái chú nó cũng vô sớm mà. Không phải không? Trời ơi, cái xong rồi cái chú Neo gần nàng, chú Neo bức xúc lắm. Mai mốt là con cô có ý kiến về là góp ý của con. Ví dụ như hả, chú đó chú đồng ý, chú không có phụ sai gì. Thấy chú Neo hai tay sách tay ôm hai mấy bình đông mà cầm cái điện thoại nữa mà không có ấy mà chú hả không phụ thôi để cho đi bốn ba bốn lần với chú bà ơi chú Neo hai người thấy tội nghiệp chú như hai người hả mừng đi thương tới mừng lui mà hả chú đó chú không phụ chú không lao mộ không phụ luôn chú Neo nói từ lại sắp tới ví dụ như cô bác khán giả mà gửi tiền gửi ngoài về là hộp lại anh em là chú Huy Minh rồi với hả là ông đó, sao ông đó là miếng quá, cô nhìn buổi sáng là cô mở ra cô coi là cô nhìn thấy là xúc rồi. Cái gì thấy chú Neo với chú Mập mà ví dụ như mình làm như vậy thì nhau đây là đó, tức là cái cô này cô nói nhiều lắm, dài lắm, tới 6-7 phút rồi. Nhưng mà anh kết thúc cũng chung rồi, chắc sáng là anh không biết. Cô này cô có ý á, là mơ mốt á, ai mà đến đây ấy á, đến thường luôn. Nhưng mà ít có lao dọn mộ chú á là cô kêu á là có ai gửi quà gì đó không có phần quà đó. Cô đây là cô góp ý nha, còn cái hồi sáng thì em vô chảy em không biết. Đó, cô nói gì đó. Cho nên là nhiều khi khán giả mà thấy anh em nào á mà không có quà thì đừng có buồn mà cũng thắc mắc cũng tùy duyên đi. Đó thì duyên đi, cũng như là người ta lựa chọn ai á, người ta xem trong video á, những cái vị khán giả mà người ta muốn cho cái gì á, người ta cũng tin mắt á, người ta theo dõi rất là kỹ, cho nên là người ta đã chọn cái danh sách đó. Cho nên là mong bà con cô bác cũng đừng có mà ấy ha, khiếu nại đó. Cái cô này là cô coi cái đừng có buồn buổi sáng á. Vâng, cô coi video buổi sáng á, buổi sáng thì không có anh. Dạ thôi, Bùi Hải Vlog cũng xin kết thúc video tại đây cô chú anh chị ơi. Xin hẹn cô chú anh chị lại video tiếp theo của Bùi Hải Vlog nha. Ông bà cô chú có xem kênh của Bùi Hải Vlog, có thương Bùi Hải cho Bùi Hải xin một lượt like, lượt đăng ký để Bùi Hải có động lực làm những video hay nhất
tại mộ nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh gửi tới cho cô chú anh chị gần xa xem ạ. Cầu Bùi Hải một lần nữa con xin chúc cho ông bà cô chú năm cũ sang năm mới phát tài phát lộc vạn sự như ý. Dạ luôn được khỏe mạnh tiền vào như nước nha cô chú anh chị. Dạ, một lần nữa Bùi Hải xin kết thúc video đây ạ.